Xảy ra vì chiến tranh hay ngoại cảnh. Chúng xuất phát từ trong tế bào nhỏ nhất của xã hội là gia đình. Và chớ treo thay, chúng nảy sinh không phải từ lòng thù hận mà là từ tình yêu, một thứ tình yêu thương không phải cách. Một sợi dây yêu thương buộc không đúng cách có thể làm đau đớn một thế hệ cha mẹ, làm tan nát cuộc đời các con và nếu không được chỉnh sửa lại cho đúng, sẽ còn gây hệ lụy đến thế hệ thứ ba, thứ tư nữa. Câu chuyện ly tán này xảy ra ngay trước thềm thế kỷ thứ 21. Khi ấy, Phú Lý Đồng Nai này là nơi nhiều người dân miền Trung vào đây cần cù khai hoang. Đời sống trở nên ấm no, các gia đình bắt đầu đứng vững trên quê hương thứ hai. Riêng một cặp vợ chồng đẹp đôi người Đại Lộc, Quảng Nam vào đây cùng 5 con, sinh thêm 3 nữa là 8. Lẽ ra hạnh phúc bền chặt, nhưng lại tan đàn xẻ nghé thật bi thảm, chỉ vì một cách yêu. Cứ đúng 8 giờ mỗi sáng, hai chị em Hà và Ly lại chạy xe 30 phút từ nhà mẹ ở Bình Chánh sang quận 11 để mở cửa tiệm. Tiệm hớt tóc này mới được mở lại sau gần nửa năm đóng cửa vì dịch Covid. Chị hai, chị ba làm nghề này cái theo luôn. Nó cũng nhàn nữa. Cái chị hai, chị ba có nghề thì dạy cho mấy đứa em, đứa nào lớn lên thì dạy cho đứa làm thôi. Chừng nào mà có vốn thì ai có vốn thì mở tiệm riêng. Đây là tiệm tóc của hai chị em Hà, Ly, tách ra từ tiệm của chị ba tên là Như, rất gần tiệm của chị ba trong khu vực Đầm Sen, quận 11 này. Ba má là ở ngoài Đại Lộc, Đại Lãnh, chắc là ngoài đó làm ăn không được nữa. Xong rồi vô trong đây tại vì có cậu, ba với má đi theo, vô. Đó là chính xác là xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Dân di dân khai hoang kinh tế mới, đất thì là đất hoang, mình đem mình làm được bao nhiêu thì làm, đóng cọc mình đem mình xí đất vậy đó. Đất khô chỉ trồng được phơi mì, trồng bắp. Đợt đó dưới đó không chưa có đèn nè, chưa có gì hết trơn á, khổ lắm. Đặng Thị Minh Hà chính là đứa con thứ tư trong gia đình đã tan tác vào năm cuối cùng của thế kỷ 20 đó. Trứng trong đó hả? À, má với ba thì thường xuyên lục đục, nhưng mà đỉnh điểm nhất là khi lên Thủ Đức. Có nghĩa là chị hai chị ba lên Thủ Đức thì mới nói là ở dưới đó ba má sống khổ quá, thì lên đây làm, giống như buôn bán cái gì đó, như tạo điều kiện cho ba má làm. Nhưng mà lên đây thì ba má ở một không có bao lâu hết trơn á, sanh bé Út ở dưới quê, đem bé Út lên trên Thủ Đức, là tính ra lúc đó là bé Út mới 3 tháng thôi. Thì ba với má đã lục đục rồi. Thì lúc đó thì tại vì mẹ cũng trong người không có khỏe, cũng không có dằn co được, cũng không dành con được. Thì ba dành hết 7 đứa ba đem về. Có nghĩa là từ Phúc trở xuống là 7 đứa. 7 đứa. Thì về đó thì Hà ẩm bé Út đi trước, ẩm trốn đi. Năm đó Hà chỉ mới 11 tuổi. Thấy nó khóc với lại thấy nó không có gì ăn uống, với mình đâu có biết chăm con nít đâu. 3 tháng thì mình
mình cũng nhỏ, mình không có hình dung được là chăm một đứa nít nó làm sao. Thấy nó đói, nó khóc sợ nó chết thôi, ẵm nó lên cho mẹ thôi, ẵm đi đại. Nhà dưới quê thì nhà thưa lắm, đi ngang qua thì thằng Hải nó đứng ngay cái nhà của hàng xóm. Nó còn nói gì nè, chị Năm đi đâu vậy? Mới nói là chị Năm đi mua bánh, em ở nhà đi, chị Năm mua bánh về cho. Cái thằng Hải nó nói là cho em đi với. Nghĩ trong lòng á, mình có nên dắt theo hay không? Mà lỡ mà dắt theo mà chạy không khỏi thì ba bắt là hết ba đứa. Một mình ẵm, bé Út là ẵm không nổi rồi, khoảng 10, 11 tuổi thì làm sao mà ẵm được. Nó tới mấy ký, mấy 3 tháng nó cũng mấy ký rồi. Ẵm đâu có nổi đâu, ẵm rớt lên rớt xuống cũng phải ẵm. Na nó đi thì mới nghĩ thôi mình để con Út lại đi từ từ, cho anh Phúc dắt theo, mình na một đứa thôi. À, từ nhà lên tới chợ là khoảng 4-5 cây số gì đó, đi bộ. Na nó đi bộ xong cái đi lên tới chợ. Đi xe đò cũng xe đò vậy đó. Cái xin ta, xin ta đi nhờ đi lên Thủ Đức. Thì nói là chú ơi cho con đi lên Thủ Đức. Thì ông hỏi đi làm gì, nói con lên tìm mẹ con. Thì ông thấy nhỏ quá, ông cho ngồi ghế, ông không có lấy tiền. Ở trên đó có hai cái bà đó, bà cho là một người cho được 2.000, hai người được 4.000. Cái lên tới Thủ Đức thì cái mới gọi điện thoại cho mẹ. Gọi một lần điện thoại công cộng là hết 2.000. Vậy đó. Hên cái mới nhớ được cái số điện thoại cái chỗ mẹ ở, số điện thoại công cộng không, mà hồi đó đâu có di động đâu, khu phòng trọ đó. Mới gọi vô. Cái mẹ mới nhờ ông xe ôm ra rước vô, mẹ cũng sợ ba nữa, sợ ba đi theo sau rồi ba lừa rồi ba, nói chung là sợ ba bắt thôi. Kiểu vậy á, nói chung trong lòng thì bị đánh nhiều lần rồi ám ảnh. Chứ không phải vì ổng có không có dữ dằn gì lắm đâu, nhưng mà mỗi lần ổng đánh ổng rất là hung dữ á. Kiểu vậy á, cầm dao, cầm đồ, hâm dọa rồi đâm da rồi mẹ cũng khiếp. Kiểu như bị ám ảnh trong lòng á. Cái sợ ổng lắm. Gia đình đều sợ ổng luôn. Lúc đó thì nhỏ quá cũng chưa nhận thức được là mình phải bảo vệ mẹ hay là mình phải phản kháng lại. Lúc đó chỉ thấy là ổng đánh thì thấy sợ thôi à, dữ quá đó. Là lo trốn ổng thôi. Xong cái mấy khoảng tuần lễ sau cái Phúc ẵm thêm bé Ly với bé Nhi. Trốn đi luôn. Thì ba còn sót lại là Yến với Hải. Sót lại hai đứa. Thì ba mới dẫn hai đứa nó lên trên đây tìm. Lên trên đây tìm biết sao lạc mất tiêu đứa. Vậy đó. Ai ngờ đâu sót nó luôn, lạc nó tới giờ luôn. Nếu mà biết á, biết thì nhiều khi tới giờ cũng nghĩ biết vậy lúc đó mình dắt nó theo rồi. Nhưng mà làm sao biết được. Đâu biết được là lạc nó đâu. Ở dưới quê hàng xóm không có ở gần, mỗi nhà nó rất là xa nhau. Chỉ có con cái trong nhà thôi, mỗi lần mà đánh má thì con cái nó xúm vô nó ôm ổng thì má chạy thôi. Chạy đêm tới sáng chạy về. Sao vậy? Ổng kiểu như ổng hâm dọa, ổng đánh, nói chung đánh thì cũng tay chân thì cũng đánh vậy đó, nhưng mà có nghĩa là khi mỗi lần đánh có khi á thì ổng cầm cái rựa bự lắm. Nói với má ăn câu ngọt lắm, em cho anh xin cái đầu của em nha. Thôi thôi, má sợ quá trời luôn. Vậy đó. Nhưng mà vậy thì lâu ngày phụ nữ mà ám ảnh chứ. Biết là ổng cũng thương đó, nhưng mà ổng đáng sợ lắm. Không có hiền, nhậu vô không có hiền. Nói chung là không có nghĩ được tới cái chuyện mà gia đình mình đổ vỡ hay như thế nào, không có nghĩ ra. Tại vì thấy thường xuyên ba má cự lộn rồi này kia nọ thì nó quen rồi. Nó không có gì lạ hết á. Thì ba dắt đi, má dắt đi thôi. Vậy đó. Nhưng mà sau ngày lâu ngày thì chỉ bị ám ảnh thôi. Ám ảnh là nghe nói là ba lên Sài Gòn, là mình bỏ mình trốn khỏi Sài Gòn, là đi về Đà Nẵng ở đó một thời gian. Cái nghe nói là ba về Đà Nẵng thì lại đi vô lại Sài Gòn. Kiểu vậy á, kiểu mình chạy trốn tới vậy luôn á. Tại vì bị sợ á, không biết làm sao, sợ ổng bắt lại, không biết sợ ổng làm cái gì, nên là cứ trốn khỏi ổng thôi. Biết là hồi đó thì giống như má với ba thì cũng đi làm giống như nhau. Em nghĩ thì cái kiểu như mà phụ nữ lấy chồng thì coi người đàn ông đó là trụ cột. Con với lại có con rồi, có nhiều đứa nữa. Đâm ra là nếu mà tan vỡ thì gia đình nó lại con cái mất ba. Nhưng bây giờ thì em lại nghĩ là nếu mà người chồng đó tốt, đáng để mình hy sinh, đáng để mình cam chịu thì mình làm. Còn người chồng đó tệ quá thì mình buông ra, mình đem mình tự lo cho con được mà. Đâu có chết đâu mà phải
dựa vào đó hoặc là để cho người đàn ông đó đánh đập mình mà mình cũng vẫn chịu, không được đâu. Hiện Hà đã có một cô con gái 7 tuổi xinh xắn. Không được, cô một mình nuôi con. Để mà bồ hay chồng mà đánh em không chịu, không được. Em tính em cũng nóng tính lắm, tính em giống tính bà hay gì á, cũng cọc tính, cũng nóng tính lắm, nên là ăn hiếp em không được đâu. Thiệt. Minh Hà dẫn Như Chi Hề của cuộc chia ly sang tiệm hớt tóc của chị ba tên là Hồng Như. Bà Mỹ đã có hai con gái lớn lên 5 lên 6 trước khi tái giá lấy ông Sơn. Khi ông Sơn và bà Mỹ vào phố Lý Đồng Nai mưu sinh thì hai con gái của bà là Trang và Như được đón về sống với má và dượng mà các chị vẫn yêu quý gọi là ba. Mấy năm sau, các em Phúc và Hà đã lớn, bắt đầu chăm sóc được các em nhỏ thì Trang và Như lên thành phố Hồ Chí Minh đi làm thuê, kiếm tiền phụ má và dượng rồi học nghề làm tóc. Nhờ có nghề này mà nay 6 chị em gái có 4 tiệm cắt tóc nam, cuộc sống thế là tạm ổn. Hà kể rằng chị Ba Như là người tháo vát và có hiếu nhất với ba má. Năm ly tán, Như đã 19 tuổi. Cậu mình lên chắc mấy, ở từ nhà ba má lên. Đó. Rồi sau đó, mình thấy ba má khổ quá, thời điểm mà từ 13 tuổi mình lên thì tới lúc mình được 18 tuổi á, là trong những năm đó là mình lo ba má không thiếu thứ gì được. Rồi sau đó là rước ba má lên phố luôn. Đó là quyết định của mình với chị hai. Là mướn nhà ở Thủ Đức á. Là thời điểm đó mới xảy ra chuyện đó. Ổng đánh má nhập viện ở Thủ Đức á. Lúc mới đến này còn nhỏ lắm, không biết gì đâu. Thì Như với chị hai lúc đó làm ở bên cũng quận 11 nhưng mà bên Bình Thới á. Mới đi sớm về dưới Thủ Đức, thì vô bệnh viện Đa khoa Thủ Đức á. Thì người ta cấp cứu má, cấp cứu vậy luôn nè, hết luôn á. Má bà đó bị hở bên tim. Thì cấp cứu xong thì tỉnh lại, ông vô ông ăn ủi. Nhưng mà ông không ăn ủi. Sau này mới biết má kể không ăn ủi, ông vô ông nói là nếu mà mày kể thì chứ con mày là tao giết hai đứa con mày chứ, tao giết mày luôn, tao giết ba mẹ con mày luôn. Đó thì quản quá. Lúc đó hai chị em mới tính kế là phải làm sao để dắt má với mấy đêm khỏi tay ổng. Ổng giờ là không được rồi. Như là người cuối cùng trong gia đình của mẹ con bà Mỹ nhìn thấy Đặng Minh Hải trong một buổi ông Sơn dẫn hai con là Hải và Yến đến tiệm của Như để hỏi xem bà Mỹ ở đâu. Cả năm sau ổng mới kiếm được địa chỉ, ổng mới cứ mò tới ngay cái tiệm mình làm. Chứ từ lúc mà mình làm tiệm thì ổng đâu có biết mình làm ở đâu đâu. Ổng chỉ biết mình làm đường Bình Thới, nghe phong phanh này kia thôi. Ổng không biết gần đường thành phố đâu. Mà sau cũng cả mấy tháng, cả năm sau ổng mò ngay tới tiệm luôn. Lúc khoảng 7 giờ tối. Thấy ổng hết hồn viết, bọc đồ tá lả bên trơn giống như là đi, giống như tay tôi dữ lắm. Y như mày luôn, tay tôi dữ lắm. Như với chị hai là lo cho mấy em, mà thương mấy em dữ lắm. Không bao giờ nghĩ khác cha luôn, chưa bao giờ có nghĩ khác cha luôn, nên thương tụi nó lắm. Mình thấy em mình xót lắm chứ. Mình cũng ấy em mình cho mẹ như mình chụp hết em mình bị ông bắt sao. Mình sợ như cọp đó mà, mình quản hồn mình là mình chỉ là quay đầu chạy thôi. Chứ sau này mình về mình nói má con không ấy hay em được, thì má cũng buồn lắm mà hết cách rồi. Mình đâu có thể quay lại ôm hai đứa nó chạy được đâu. Đó, ổng ôm luôn sao. Mà lúc đó Yến nó mới biết đi á. Đó. Mà lúc đó mình đã lo cho mẹ với chị hai, với mình lo cho mẹ với mấy em là ổn hết trơn. Mẹ cũng, cái tâm lý mẹ cũng ổn, rất là ổn rồi. Chỉ là ba lo cho hai đứa con đó thôi, chứ ba quyết định ba bỏ luôn rồi. Còn thương nữa chứ. Còn thương ổng á, mẹ tới giờ cũng còn thương ổng nữa. Nó luôn là vì ổng mà mới lạc Út đó. Nó tóm lại là vậy đó. Hỏi nó là rồi lúc mà sau này mấy năm sau ổng dắt về quê rồi cất cái trò rồi đi sinh này kia đó, rồi ổng mất luôn đó. Ông mất luôn thì là lúc đó nghe tin là Út nó đã thất lạc rồi. Rồi má mới mua vé xe cho má. Má về quê làm đám rồi cho ổng, làm mổ mà cho ổng xong. Trước Yến vô thì hỏi Yến lúc đó là ba lạc anh Út ở đâu con nhớ không? Yến nó chỉ nhớ mẹ mãi là
Lúc gặp chị ba là chị ba tuôn chạy, rồi ba dí theo, rồi tới gốc cây nào ngủ là bị người ta ăn cắp giấy tờ. Yến nó kể vậy nghe. Rồi có một công an gì đó bắt Út, rồi xin không được, không có giấy tờ để chứng nhận là Út là con của ổng. Rồi công an nói là sợ ổng giống như là ngược đãi trẻ em này kia, không có cho. Nghe Yến nó kể là lúc đó ba khóc luôn, mà hình như chú nó cũng không cho ba gặp anh Út luôn. Có mua hộp cơm tới hay gì đó mà Yến nó nói là cái đó là nó chỉ nhớ chứ cũng không có rõ lắm nữa, chỉ là nhớ mềm mại vậy thôi, tại lúc đó nó quá nhỏ đi. Đó, câu chuyện nó là như vậy đó em. Đây là Ti, em út của gia đình. Đứa em út mà vào năm 1999 đó mới biết lật, lúc người cha một lượt dẫn 7 đứa con từ thành phố Hồ Chí Minh về Phú Lý, Đồng Nai để gây sức ép buộc người vợ trở về với mình. Rồi sau đó, Minh Hà phải ôm em bỏ trốn đi tìm mẹ để cho em được sống. Ti giờ làm phụ tiện cho chị ba, tối về sống với mẹ ở Bình Chánh. Ti mới lập gia đình. Tiệm tóc này mới được Yến mở cách đây 5 năm. Yến là người ở lại với ba và anh Hải, đi theo ba và anh trong những chuyến đi giữa Phú Lý, thành phố Hồ Chí Minh rồi về Đại Lộc trong những ngày ông Sơn nung nấu đi tìm vợ. Lúc ông Sơn tuyệt vọng nhất thì Hải lại đi lạc để công an đưa vào trung tâm trẻ em mà ông không còn sức nào để xin ra được. Ông đành dẫn đứa con còn lại là Yến về quê Đại Lộc, Quảng Nam. Thì ý định là dưới Trị An là lên đây là để kiếm lại má. Mà kiếm thì thấy chị ba thì chị ba lại sợ. Tại vì nhà chị hai với chị ba với má cũng sợ ba lắm. Nên là cứ thấy ba là cứ leo lên xích lô là chạy thôi, chạy mất dép vậy đó. Xong cái hai anh em bị bắt. Xong cái ba kiếm được, cái ba vô ba xin lại hai anh em. Nhưng mà mấy chú công an á, thì nói á, là khả năng của ba á, thì chỉ nuôi nổi một mình em thôi. Xong cái ba chú công an chỉ vậy đó, cái ba tới trại mồ côi đó thì thấy anh Hải. Xong rồi ba cha con cũng nói chuyện được một lần. Rồi cái lần thứ hai ba tới ba cũng nói chuyện. Xong cái ba nói thôi giờ con ở đây, ba về quê. Ba nói với anh xong là hai cha con cũng xách nhau xin xe đồ này kia rồi về Đà Nẵng thôi. Lúc mà có ba gặp với Hải, anh Hải có khóc gọi cho ba không? Có. Sao ba bỏ con mà. Khóc sao ba bỏ con, dẫn con theo giới. Nhưng mà người ta đâu có cho theo đâu. Ba cũng nói ráng ở đi, dài bữa nữa ba kiếm tiền xong ba lên ba dẫn về vậy đó. Rồi cũng ở lại. Để hai cha con cũng dắt nhau về. Lúc đó ba quyết định về Đà Nẵng là vì không tìm được má nữa, không sắp vọng rồi. Dạ, nói chung là thì cũng không kiếm được má, với lại ở trên đây cũng không làm ăn được gì. Tại vì ba đi rừng đồ này kia vậy đó, thì chỉ có về Đà Nẵng thì ở gần bác á, thì mới là đi rừng đồ này kia kiếm ăn thôi. Nên là hai cha con mới về Đẳng ở chung với bác. Có ông bác ruột ở Đẳng nữa. Cho bác cắt cho căn nhà ở gần đó. Hai cha con ở vậy đó. Sau ba ông mất. Ông về mà đó ông buồn nhiều. Dạ ông buồn nhiều, nhậu đồ này kia. Thì bệnh lên bệnh xuống thì mất. Mẹ mới về mẹ đón em vô. Tại còn nhỏ quá, má về má đón mà còn hỏi ủa má phải má ruột con không? Yến là người cuối cùng sống với ba và phải chứng kiến cái chết của ông chỉ sau hơn một năm kể từ lúc gia đình tan rã.
Từ lúc dẫn cả 7 đứa con đi để gây sức ép với vợ, ông Sơn không còn lần nào được nhìn thấy bà Mỹ nữa, cho tới tận lúc qua đời. Yến nói, tự ông đã tìm đến cái chết. Lúc mà mình mới lớn thì nó còn bơ bơ thì cũng không để dành này kia được, rồi không có kiếm ăn được. Nhưng mà bây giờ thì biết suy nghĩ rồi, thì mình phải cố gắng kiếm anh Út về gia đình đoàn tụ, rồi cho ba được vui vẻ này kia, suy nghĩ gì á. Nói chung là ở với mẹ, nhưng mà cũng bây giờ cũng rất là thương ba. Nói chung nhiều khi nhiều đêm á cũng nhớ cũng khóc lắm, nhưng mà ý là thương ba nhiều lắm. Không biết mẹ biết mẹ có buồn không chứ thật sự là nói vậy á. Giống như ở với ba hình như tình cảm nhiều á, cái chắc là con gái thương ba nhiều nữa. Nó tóm lại là con gái thương ba nhiều nữa. Má có thân đồ con gái là sau này quen trai lấy chồng tránh như tránh ba. Lúc trước thì cũng có quen người kia, cái má nói ê thằng này tao thấy giống ba mày đâu nghe. Đó nó dễ á, tại vì bà ám ảnh á, nhiều khi bà sợ bà ám ảnh á. Mà giờ thì bà bình thường rồi, tại vì cũng không phải là oán hận hay là gì, cũng nó thôi ổng mất rồi này kia vậy đó, chứ không phải là giận dỗi oán hận này kia, không có. Này phải chi giờ ba bây giờ mà còn sống ha, là ngài được lít rượu rồi. Là chung với con cháu rồi. Vậy đó. Yến sắp cưới, xin mẹ cho ra ở riêng vì nhà chật. Tiệm tóc này cũng là nơi ở tại Bình Chánh, không cách mẹ bao xa. Bà Mỹ đã ở những đâu khi ông Sơn đi tìm bà? Các con lớn đưa bà đi tránh khắp nơi, cho đến khi hay tin ông mất, bà về quê lo liệu rồi đón con gái về Long Khánh, Đồng Nai, làm thuê tỉa bắp, mót tiêu, nuôi 4 đứa nhỏ. Tới năm 2014, các con theo anh chị lớn lên dần thành phố làm ăn, thì bà cũng bán nhà ở Long Khánh, lên Bình Chánh đây mua miếng đất xây nhà, cho hai con gái Út lấy chồng về ở chung cùng với mẹ. Giờ đời của bà đã an rồi, chỉ còn day dứt nhớ con trai thất lạc, và bà còn thương ông. Bởi vì nó quá lâu rồi mình cũng không biết nó ở đâu. Thì có nhiều lúc cũng nằm cũng nói với ông xã, nói nếu mà anh chết rồi anh linh thiêng á, anh cho em gặp con đi. Thì ông mới nói có nhiều lúc thấy ông về, ông mặc cái quần tà lỏ, ông về cũng ở trần, mà ông ngồi trên đầu giường cứ thổ thổ cái đầu vậy thôi, chứ không trả lời là còn hay là thằng Hải mất. Thì cứ nói rằng nếu mà con nó còn sống thì anh cho nó về gặp em đi. Ồ, ban ngày ở nhà mình làm gì vậy? Đi ở nhà thì giữ cháu với lại làm nội trợ. Ở dưới Long Khánh thì cái nhà mình quá bự, cái không nhỏ. Nhưng mà vì là đây thấy mấy đứa ở trên này, toàn bộ con cái lên đang làm hết cái. Rồi nó ở trọ thì thấy cũng tội nghiệp. Trời ơi. Thế bán cái nhà dưới, chạy lên đây mua nhà cho nó ở. Con gái thì ví dụ một tháng đứa nó cho 2-3 triệu, 2-3 triệu tôi dành miết. Tôi dành tôi mua được miếng đất Bình Chánh luôn mà. Để dành riết. Nè, bởi vậy mấy đứa nói trời ơi con cho tiền má để ăn uống, má thích cái gì là ăn cái đó, lớn tuổi rồi nè. Bà ngoại nhà là lo bé Hà nè, rồi cha con bé Hà, rồi hai vợ chồng Ly, hai vợ chồng Út. Đâu hồi đó ổng cũng dễ thương lắm. Nói chung là hồi trước ngày thì hồi con trai á thì không rượu không chè nhiều.
thì cứ ưng nhau rồi, à, được đứa con rồi, cái là bắt đầu tụ tập bạn bè. Nhưng mà lúc nào đi làm thì đi làm, lúc nào nghỉ uống thì uống, chứ ổng không có phải là làm biếng không nuôi con. Ổng rất siêng mà rất làm giỏi. Cũng không trẻ đâu. Mà nói chung cái cơn gan của ổng cũng mạnh lắm. Mà từ hồi ở mà ổng mới giờ biết cái tính ổng rồi. Cho nên là cảm thấy mình theo chiều theo ấy chồng mình đi. Ra đường thì tôi chỉ biết nói ăn nói với đàn bà cũng nít thôi. Chứ còn miễn là con trai mà từ mười mấy tuổi ra lên là không được nói. Nói chung là mười mấy tuổi ra lên là ổng cũng gan ngang gan ngửa vậy đó. Mà ổng nghĩ sao thì tôi không biết. Tôi nói thiệt với anh chứ giờ trừ tôi nói thiệt á. Trừ mà tôi chỉ muốn chết thôi. Chứ bởi vì con tôi quá đông rồi tôi không có muốn cái gì nữa. Mà trong cái lúc đó thì ổng xuống dưới Thủ Đức rồi là ổng giận. À, ổng giận dữ vợ con là ví dụ suốt đây là mấy đứa lớn cũng có khuyên. Nó nói ba nè, cái này là mình ở chỗ đông người với hơn nữa là nhà trọ. Mình không nên uống rượu. Mà chiều chiều con chỉ mua cho ba một lít bia hơi thôi, đó có bia hơi. Một lít bia hơi thôi, bà uống. Nếu mà bà uống hết thì uống, mà uống không hết uống nữa. Bởi vì lít bia hơi không có xỉn bằng rượu. Suốt đây mà ba uống rượu mà xỉn ra một cái công an mà bắt được. Hay là tổ dân phố rồi họ bắt được là mệt lắm, họ phạt. Nó nói vậy mà không bỏ được. Rồi từ đó là ổng hơi buồn là bởi vì mấy đứa con gái này kèm kẹp quá. Đó, ổng mới giận ông bỏ ổng đi vậy đó. Thì nói chung là ổng đi ra ổng có nói hai câu mà tôi nhớ tới bây giờ luôn. 1999 bây giờ mà tôi nhớ. Ổng hỏi là em muốn anh ở lại làm ăn nuôi con với em ha, là em muốn anh đi. Hối nằm một chỗ mà ổng cứ lấy con dao. Trời, con dao ngồi quê mình Đà Nẵng biết rồi, con dao dài vậy. Mà ổng cứ để trên giường, đầu giường mà ổng rút vô rút ra. Làm con Trang với con Thảo cũng sợ nữa, con Như á. Thì hai lần đó tôi nói không được lời nào á. Chừ muốn ở lại sợ quánh. Mà muốn đi thì mày lấy thằng khác hả? Tôi cũng sợ quánh. Rồi tôi không có nói được một cái câu gì hết. Tôi làm thinh, tôi ngồi im, tôi chỉ biết đổ nước mắt thôi. Tôi nghi là ổng này ổng làm, ổng nói là ổng làm. Ổng nói ổng dẫn con đi là ổng dẫn. Cho nên thương là thương con Út. Hồi đó quá nhỏ đi, mà con Ly hồi đó mới có 3 tuổi nhiêu. Đó. À, cái mình sợ là sợ mấy đứa nhỏ này ông gì ông nuôi không thể nổi. Rồi ông đói tội nghiệp. Mới nói để xuống đây cho chị nó nuôi. Thì xin con Út ở lại, ông không cho thì ông bầm đi luôn thôi. Chứ còn cũng không có phải là nói giờ trừ giận ông thì cũng không đúng. À, nhưng mà ghét cũng không được. Bởi vì 8 đứa con rồi còn ghét ai nữa. Nhưng mà nói chuyện hơi buồn buồn. Hơi buồn buồn tí thôi. Mình cũng cầu nguyện cầu xin cho ổng. À. Hai tấm hình này chụp cách nhau 5 năm. Noel 2000 ôm con gái Út bé Ti tại Thủ Đức. Lúc mà mỗi một lần ra đường, các con đều phải đi theo canh chừng sợ ba bắt gặp mẹ. Còn tấm hình này chụp năm 2005, ngày cưới của con gái cả. Bà Mỹ đã bình tâm. Bụi tao ơi, vô nhà con. Vô nhà ngoại thương. Lại lên. Lại lên ngoại cưng. Xe của cái đó còn tránh không kịp đâu. Đó đó đó, xe đó, đứng sát vô, sát, sát. Sát vô, sát. Nhiều hồn của hạng nhớ lại là nói. Nói má nè. Ba đánh anh bốn gần chết vậy, má có hận ba không? Tôi nói không. Má giận thì chuyện đó đã qua rồi. Nhưng mà má mong muốn là ông về kề cận bên má, ông nói rõ là ông, thằng Út ở đó, đó, thì cho má đâu. À, nhưng mà má thích là ông về, ông nói thẳng với má, là hồi đó anh bảo thằng Út tại đó. Ví dụ vậy, mình biết cái khung đó rồi mình mới đi biết ở đâu mình tới, mình hỏi, có nhiều lúc mà người ta cũng biết. Chứ hồi đó ai cũng đồn ông bán hàng nhỏ ấy, nhưng mà mình không biết bán hay sao. Nói chung là không biết, trong tâm mình không biết đường. Ổng mà mất đi rồi tôi ôm 8 đứa tôi đâu cơ. Trời, ai cũng nói tôi gửi vô chùa tôi không dám, hay là gửi vô nhà thờ tôi cũng không được. Tôi nói chẳng thà tôi chết đi rồi ai muốn làm gì là. Còn sống là cực mấy cũng nuôi con. Bon chen mà nuôi thôi. Cái chắc là ăn lạc thôi. Chứ nói cho ổng thì thấy cũng tội. Chứ cũng không dám nói gì hết. Mà chỉ cầu xin ổng. Ổng gì ổng chỉ mình, ví dụ ổng kêu lạc ở ngay chỗ bến xe Miệng Đông hay là bắt hoặc lạc chỗ nào, ổng cứ chỉ ngay cái địa điểm cho mình là mình tới đó mình hỏi thăm dần dần. Đi nào? Đi nào?
Thằng Phúc hồi đó mà nó biết rồi, nó nói vậy nè, con hứa trong lòng con là ba con uống rượu gì với mẹ con hoài, con hứa trong lòng con là con không biết uống rượu y luôn, tới bây giờ vẫn không biết nhậu luôn. Mà nó nó hiền, rất hiền, nó thương vợ ghê lắm. Nhớ con ghê lắm, nhớ trong bụng nhớ kinh lắm. Mỗi lần thấy nó là phải điện Phúc qua. Thằng Phúc thì nó có, nói chung nó cũng hao hao giống thằng nhỏ. Nhưng mà cái miệng nó không giống thằng Phúc, miệng Phúc giống ba, miệng nó giống bà nội. Vậy thôi, đó. Hai đứa nó khác cái miệng thôi, chứ lỗ mũi giống nhau. Con mắt giống nhau, đó á. Nó cũng tựa tựa vậy đó, mà nó đẹp trai hơn, ngon hơn. Hồi nhỏ là thấy đẹp hơn rồi. Nó lì hơn á, nó lì hơn, nhưng mà nhỏ hơn nên nó bị đánh. Không biết nó đi về đâu, mà không biết nó chết hay sống, mà không biết một mình nó rồi nó lặng lặng lao đâu mà không biết. Nếu mà ai nhận nuôi nó thì mình rất mừng, nhưng mà sợ nó lang mang ngoài đường, rồi không khéo rồi theo cái người này người kia rồi làm cái chuyện không hay, mà không biết nó đi về đâu rồi. Nhiều lúc mình nằm đêm mình nghĩ, nếu mà người ta bắt hắn như vậy rồi người ta có đánh đập nó không, bắt nó đi làm chuyện này chuyện kia không, trời ơi lo quá trời lo luôn. Mà có lo cũng được cái gì đâu, thì ráng thôi, chờ đợi thôi. Chứ giờ trừ bởi nhiều lúc tôi nằm tôi nói chắc tới giờ má chết má cũng không được gặp thằng cu nữa, thằng Hải nữa, không bao giờ có. Má thấy ba mấy năm rồi, má thấy quá sức lâu rồi. Thì con mình mà dẫu dân có xấu thì mình nếu mà được như vậy gặp mặt nó mà có cái chuyện gì trắc trở thì mình cứ đem về nhà mình ra tính, rồi nếu cần nữa thì cho nó về mình tránh. Cái miếng đất nó cũng rộng thì mình xây cho nó cái nhỏ nhỏ. Nếu nó có vợ thì nó ở với vợ, nó không có vợ thì mình cứ khuyên bảo từ từ cho nó ở đây luôn, mình gần gũi nó luôn. Nó có vợ thì nó hơi khó nha, còn ở chung ở trại rồi không thấy dâu con bà gia. Còn nếu mà nó không có vợ tôi bắt nó về đây luôn. Mày rảnh rồi. Mày khóa chưa? Khóa lại đi ông. Ông nói giật giờ không à? Hôm qua là em để ông cầu thang mà bảo bên nhà đó. Bây giờ xong sửa rồi. Chưa kịp em tính sơ sơ. Đây là cái. Tìm người trên đất liền đã khó, còn khó hơn nhiều nếu phải tìm ngoài xa khơi. Trên những chiếc tàu cá ròng rã trên biển 2 đến 4 tháng, vô cùng hiếm lúc bắt được sóng điện thoại. Này là quay toàn cảnh thôi á. Dạ, vậy cuộc sống lúc mà lên đênh ở trên biển như vậy á,
Thì ngoài những lúc làm á, anh có nghĩ gì về cuộc đời của mình không? Dạ có chứ chị, em nghĩ kiểu đó có cần đời muốn chết mà. Chán dữ đời. Chán dữ lắm hả? Dạ. Anh có nghĩ rằng là một ngày nào đó anh sẽ tìm lại được gia đình mình không? Dạ không chị. Lần đi ghe xong rồi anh vô thì anh ở khoảng bao nhiêu ngày thì anh đi nữa? 3-4 ngày thành trên bờ đó. Mỗi lần đêm về cứ suy nghĩ nhớ, nhớ mẹ, nhớ gia đình, chịu không nổi. Bắt buộc phải lên nghe tiếp. Cửa sông Hàm Luông mở vào đất Bến Tre, bên phải là huyện Ba Chi với cảng cá Ba Chi, còn được gọi tên là cảng Tiệm Tôm. Cái tên đã nói lên sự trù phú một thời của vùng này. Vào mùa tháng 5 đến tháng 10 âm lịch, ghe cá ra vào chật bến. Mùa này mùa biển động, lại thêm dịch Covid đang bắt đầu đe dọa huyện Ba Chi nên tiệm tôm trở nên thưa vắng. Anh Hải đã có 7 năm lênh đênh trên biển, 1 năm làm thuê ở Kiên Giang, rồi có người giới thiệu về Bến Tre dễ làm ăn hơn. Chạm chân tới Bến Tre là xuống tàu. Hợp đồng cứ 100 ngày được 20 triệu, đi hết chuyến này đến chuyến khác, về đất liền cũng chỉ là thuê phòng trọ theo ngày, chứ không gắn bó gì. Đợt này, như chị hề của cuộc chia ly đề nghị Hải nghỉ ra khơi một lần, nên Hải mới còn hiện diện ở trên bờ vào lúc này. Hải, Đặng Minh Hải, vốn là một đứa bé trai được coi là đi lạc. Từ năm 7 tuổi, đã sống trong trung tâm bảo trợ xã hội dành cho thanh thiếu niên số 3 tại thành phố Hồ Chí Minh. Em ra. Em ra mày đợi em ở trong đến 7 năm. Dạ, nói chung là học được nhiều chứng chỉ lắm mà không ra không có giấy tờ đâu, không làm được gì hết. Chị hỏi này, 7 năm mình sống trong đó, không có hy vọng là ba quay trở lại đón em không? Có. Chỉ có là học hành này nọ chứ, thì lúc nào tối về cũng suy nghĩ chào ba lên thăm này nọ chứ đâu có, em cũng không biết nói sao. Em chỉ nghĩ là ba lo làm này nọ, lo cho em bé Yến của em. Dạ, em nghĩ gì vậy? Mẹ cứ chờ thôi hả? Dạ. Chờ vậy đó. Ba thăm em còn đi theo ba ra ngoài cổng nữa, người ta bắt vô lại. Em nhớ là ba em lên thăm em 2 lần nữa. Em biết là ba em đâu có giấy tờ đâu là mà lãnh em về. Vậy là Hải đã sống và học từ lớp 1 cho đến lớp 7 tại trung tâm thiếu niên. Đôi lần thấy bạn cùng học được gia đình tới đón về. Nhưng Hải thì chờ mãi, không thấy ba mang giấy tờ quay lại dẫn Hải về với gia đình.
vì nghe nói hết tuổi 15 sẽ phải chuyển đi đâu đó như là Tân Hiệp, Bình Phước, nên Hải cùng một số bạn trốn ra đi bụi đời. Từ đó đến giờ, Hải sống không bằng cấp nghề nghiệp, không giấy tờ tùy thân. Thầy ngày bước vô trung tâm đó giờ, chúc là em không có hợp với môi trường đó. Với lại theo cái tính cách sống của em, nhỏ lớn mà sống trong cái môi trường đó là coi như là người hư hết. Bởi vậy em không thích sống nhà thôi. Trước giờ em suy nghĩ tới ăn chơi quậy phá, sống cuộc đời này coi như là đã hết rồi, bỏ rồi, đâu còn gì nữa đâu. Như chị Hải của cuộc chia ly được biết trong 2 tháng qua, Hải hiền lành, lương thiện, lịch thiệp, giàu tình cảm lắm, nhưng dễ bi quan và tuyệt vọng. Ở dưới quê em thì nhà có cha mẹ em, là lúc em còn ở đó là nhà lá, với lại xung quanh thì toàn là xình lầy mà, nên em cũng ít ra khỏi nhà, cha mẹ cũng không cho ra khỏi nhà. Với lại sát kế bên sau, đi đường sau thì có cái cầu nhỏ, lúc nào mẹ cũng ấm em, nhớ mẹ em nói bị phỏng về nấu cám cho heo ăn á, chứ em cũng biết mà lúc em biết lúc đó đâu thấy con heo rồi đó. Dạ. Dạ, tay phải à. Mẹ nhất răng hay mà lấy cái bình axit, axit điện á, nó quay trong nhà rồi lấy axit trong đậu á, chấm vô răng rồi mẹ em lăn trong nhà la ông chụp lên thôi. Lúc đó nhỏ không biết làm gì thôi. Dạ, mỗi lần ba em xỉn về là quýt mẹ em. Rồi đứa gì ngồi vô góc hết trơn. Đó là chuyện ba quýt mẹ, chuyện của người lớn nên em không trách ai được. Trong trí nhớ của Hải, không có một địa danh nào, không có Thủ Đức, Phú Lý hay Đại Lộc. Đã tiếp cận không ít những người là nạn nhân của mâu thuẫn gia đình gây nên ly tán. Như chị Hải của cuộc chia ly nhận thấy rằng vết thương của họ sâu hơn nhiều so với các vết thương phân ly vì những nguyên nhân khác, kể cả chiến tranh. Trước hết là sự mất tự tin và mất đi niềm vui sống. Tệ hơn nữa, đôi khi là mất luôn cả khả năng yêu thương đúng cách sau này. Với Hải, sau 7 năm còn nuôi hy vọng khi sống ở trung tâm trẻ em, nơi mà những đứa trẻ như Hải bị nhìn nhận chung như những đứa trẻ cần được giáo dục lại, thì Hải đã theo các bạn trốn ra ngoài sống. Lúc đó mới thực là rơi vào một môi trường đủ sức biến một thanh niên lương thiện non nớt thành một người phải mang án. Trước giờ em suy nghĩ tới ăn chơi quậy phá, sống cuộc đời này coi như là đã hết rồi, bỏ rồi, đâu còn gì nữa đâu. Vậy là em sống ở đâu sau khi em ra khỏi trung tâm? Sống ở quận 3, ở ngay cầu Kiệu, sống chung với mấy bạn
nói chung là cũng trên trục đèo cũng hai mấy đứa đang chơi quậy phá và trộm cắp tôi không à. Mà trước em cũng không biết cái về mấy cái đó, em chỉ lo phụ bán quán nhậu rồi nọ. Mình không tránh được. Yeah. Em sống như vậy là mình không có tránh được những cái việc như vậy đó. Em đã cố sống tốt rồi đúng không? Em nói chung là em cũng không biết về mấy cái chuyện của tụi nó làm. Chỉ em chỉ tối rồi về nói chuyện với tụi nó vài ba câu vậy đó là em vô quán ngủ rồi. Em không có ở ngoài đó chuyện tụi nó. Em làm ở dưới góc chân cầu á, làm phụ bán quán nhậu ở dưới chân cầu á. Bà Mỹ đã từng nói với Như Chi Hề của Hồ Chí Ly rằng nghĩ đến con, bà lo con rơi vào môi trường không tốt mà sa ngã. Linh tính của bà đã không sai. Hải bị bắt sau một lần nghe đám bạn nhờ mang chiếc xe máy đi bán. Đó là một chiếc xe máy bị đánh cắp, nhưng Hải không hề biết. Cả đám ra tòa, Hải cũng bị kết án 18 tháng tù vì tội trộm cắp có tổ chức và chịu án tại trại giam Châu Bình, tình cờ cũng là tại đất Bến Tre này. Mới hơn 30 tuổi, trải qua quá nhiều tổn thương có lẽ đủ cho cả một đời người. Nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận được sự trung thực và dám chịu trách nhiệm là nét tính cách của Hải. Mới một tháng gần đây, Hải đã chuyển nhà trọ từ thuê ngày sang thuê tháng. Và đợt lên bờ này, Hải về sống với con trai của mình, cùng mẹ của đứa bé và con trai riêng của cô. Hải đã thương cô ấy khi chứng kiến cô bị bạo hành trong cuộc hôn nhân trước đây. Em cũng không nghĩ tới có gia đình nữa, em chỉ nghĩ em sống một mình rồi. Nhưng mà lỡ đang bầu nhóc này em kêu đẻ đi, lo giờ sao vậy? Cố gắng đi chứ giờ sao em không biết sao. Tại vì em với vợ em cũng có một cái điểm giống nhau mà khổ nhiều rồi. Nên cố gắng lo cho mấy đứa nhỏ. Từ ngày em ra trại đến giờ đó là em mất cần đời luôn rồi, hết hy vọng rồi. Em có chưa không có suy nghĩ tới chuyện tìm mẹ hay là tìm gia đình nữa, tại vì không có biết cách nào để tìm nên em cũng buông xuôi luôn. Tối nào em cũng đâu ngủ được đâu, em thức nguyên đêm luôn rồi. Thà là ra ngoài ghe làm còn em còn ngủ được, nếu khi mà vô bờ là không có ngày nào mà em ngủ được hết. Anh nghĩ gì vậy? Suy nghĩ chán nó chữ tài á. Nói với chị nào, lúc khi em không ngủ em nghĩ chán đời là như thế nào nào, chị cho em giải quyết. Tại vì mỗi lần mà vô bờ là em coi cái mấy kênh YouTube chẳng hạn như nhạc buồn rồi, chẳng hạn như mấy kênh mà về gia đình rồi nọ, là nhớ tới cha mẹ, có là cũng ngủ không được. Tôi gia đình hơi bất chợt phân ly, bơ vơ một bóng bước nhỏ con đi, xa xôi ngày tháng ướt nhẹ đôi mi, mơ ngày mai nắng xuân về, có tiếng cười của mẹ đôi khi. Chưa hề
có cuộc chia ly. Một hôm vào lúc bắt được sóng, Hải chợt gõ tên mình vào thanh tìm kiếm. Lập tức đập vào mắt em là dòng chữ: chị Đặng Minh Hà tìm em Đặng Minh Hải. Đó là trên trang web hãy lên tiếng.vn của Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly. Khi mà em nhìn thấy ảnh mẹ một cái thì em thấy sao? Mừng lắm. Khi mà em nhìn thấy tên của em và tên của chị Hà thì lúc em cảm thấy thế nào? Em mừng lắm, vui lắm. Mà lúc nào trong đầu em cũng suy nghĩ mẹ em chết rồi nên em không có còn nghĩ tới việc mà tìm gia đình nữa. Tại lúc em đi là mẹ em 40 rồi, mà trong khi đó 20 năm rồi, 25 năm, 26 năm rồi. Nếu như mà gặp được mẹ thì nói chung là em sẽ về cố gắng lo, cố gắng làm lo mẹ. Còn không còn mẹ nữa thôi kỹ. Nếu như mà gặp được mẹ thì bắt buộc em phải sống. Sống chỉ hy vọng là gặp lại mẹ thôi. Nếu như mà mẹ chết rồi cũng không về gặp anh chị em đâu. Thì anh chị em cũng đâu làm được gì đâu. Chỉ biết nói câu rồi, nhớ mẹ lắm. Lúc nào cũng nghĩ suy nghĩ đó luôn, lúc nào cũng xin có cái suy nghĩ đó luôn. Bả chưa bao giờ bỏ ý định luôn á. Rồi nghe nói ông mất là ba giờ liền, mà ba giờ dắt con vô liền luôn trong 30 giây, không có đợi, đời không đợi ngày nào luôn đó. Là vô đây con Yến xong là bả lo tới thằng Út. Bả nói giờ tìm cách kiếm Út đi, giống như là cái nỗi trăn trở của bả rồi. Nó bả là như trưởng thành rồi, như có bồ rồi, như phải kiếm nhờ anh bồ đó. Anh bồ đó anh hiểu đường đi nước bước của thành phố, anh biết hết những cái mà này kia đó, anh giúp. Anh bạn trai đó quen 5 năm. Trong 5 năm đó là ảnh tìm dùm giúp mình cũng phải 3 năm trời đó. Mà không được. Anh cũng thấy hoàn cảnh, thấy tội nghiệp của nó. Anh nói tội nghiệp của nó mà má nhớ nó lắm. Má nhớ nó, má ngủ không yên luôn á. Rồi cái cũng thương má quá, thôi ráng tìm, mấy chị em ráng tìm. Lúc đó bé Hà nó cũng còn nhỏ, 45 năm trước đó, là tìm nó, gần như là tìm nó hết thành phố luôn á. Những cái chùa, những cái mái ấm tình thương là hỏi hết trơn luôn á. Nghe ông sư thầy kia nói là có một người tên Hải giỏi lắm, đi tu nghiệp nước ngoài luôn, là ông cũng nhận một câu vậy đó. Nhưng mà không phải, cuối cùng gặp không phải nó. Rồi sau này chương trình này bé Hà nó mới tìm tòi, tại nó là nó rành mạng. Mà Như với bà Trang không biết chữ là gì rành. Em tự viết, em tự viết, em không nói với ai. Tại vì nhiều khi nói thì má lại hy vọng. Cứ viết gửi đại giống như là mình có một cái hy vọng nhỏ thôi à, chứ cũng chẳng có đặt hết. Tại vì sợ là không tìm được, rồi má lại hy vọng quá rồi má buồn, nên không nói với ai đó. Nhớ nó là nó có một cái sẹo đây, nó té, nó là nó té nồi cháo heo. Thì em chỉ nhớ được là nó té vô nồi cơm heo mà nó sưng hết cả cái này luôn. Mà hồi đó mình đâu có biết mà, như giờ trừ mà cái đi bệnh viện, đi nhà thương thì cứ ở nhà múc nước lạnh xối nó.
cái nó trục hết cái da ra giống như chuột vậy. Trời ơi, cái lấy thuốc ra ngoài tiệm thuốc tây mới mua thuốc về bôi thì nó còn cái thẹo rất lớn, nói chung là nó lớn ghê lắm, mà không biết giờ trừ nó lớn rồi nó có hết rồi không. Rồi có cái thằng nhỏ ở ngoài Đà Nẵng, cũng Đà Nẵng, nhưng mà mình cũng không biết nó mới dẫn cái thằng cu nào vô nhà, mà thằng cu nó cũng chợ cũng cái cỡ là như thằng Hải nhà. Thằng kia nhắc vô nó nói gì coi đi, nếu mà nhìn được thì cũng con cháu chút đỉnh. Tôi nói trời ơi, con nói vậy sao được, bởi vì dì không có cái thiện cảm gì gọi là nhận cái đứa con này là con của dì hết, mà giờ trừ dì cho tiền con thì cũng vô lý quá. Mới nói là phạch cái tay lên, không phải thằng nhỏ. Cái em nói hắn đi thẩm mỹ rồi, nó mới nói vậy, nó thẩm mỹ hết cái thẹo rồi. Cái tôi nói giờ trừ nếu mà nó có hết cái thẹo đi nữa mà chị em trong nhà thì nó cũng có hao hao xíu chứ, tại sao nó không có cái điểm gì mà để mà dì nói là con của dì hết, cho nên dì không thể. Thì thôi con dẫn nó về giùm. Thì mấy anh nói vô, thằng Phúc cũng còn nói, nó nói là nếu mà con gặp được thằng Hải thì con có thể nhìn được không, bởi vì con nghĩ là ăn hao trong gia đình mình, chắc là ăn hao trong gia đình mình à. Chứ chị em nhà con đâu có ai khác mặt đâu, đứa nào cũng giống giống hết trơn. Cuộc chia ly nào cũng đầy nước mắt, cuộc chia ly nào cũng lắm đau thương, cuộc chia ly nào cũng nhiều giông tố, cuộc chia ly nào cũng lắm phong ba. Mẹ xa con chỉ xa em, con xa cha ai biết đâu tìm. Đời lang thang đời tha phương, tìm quê hương xa mơ muôn hương. Mẹ yêu thương vòng tay ôm, con nơi đâu về mãi gia đình. Gọi quê hương nàng yêu thương, từ con tim thúc giục đi tìm. Con về má ơi. Má ơi, không sao, em về rồi, em khỏe mạnh không sao đó. Từ từ má khỏe không má? Má khỏe. Trời ơi con ơi, má nó sốc động quá hay vậy. Yến nè, nghĩ em đi theo cha cũng khổ lắm. Anh khỏe không? Khỏe. Mấy lâu nay còn sống có khổ sở không con? Không. Giống y chang, y chang. Giống anh không? Hai mươi mấy năm trời má cũng đi tìm con dữ lắm mà không có, không biết ở đâu. Vậy là được rồi. Chị Năm nè, chị Ba nhớ không? Hai mấy năm mà 22 năm rồi. Lấy. Chị em đâu để con sống một mình đi. Sao con sống được mà. Giờ về nhà mình là không sao đâu. Con còn nhớ tên má không? Dạ má nhớ, nhớ kỹ luôn. Con còn nhớ tên ba không? Nhớ kỹ luôn. Con biết ba mình mất không? Con không biết. Con chỉ nghe chương trình nó nói thôi. Còn từ nhỏ lớn con nhớ khuôn mặt của má với ba kỹ lắm. Nhìn ra má liền không?
Má già quá không? Nhớ má quá trẻ luôn. Quá trẻ luôn. Có đem chai nữa không? Cái thèo còn y luôn á. Thèo không mất luôn. Sao còn nhớ tiếng Pháp mà? Bà chết má đêm gì mà thờ đó. Bà chết ngồi Đà Nẵng. Đi Trang rồi má ơi. Ba ơi, con về rồi. Con sẽ cố gắng lo cho má. Con không đi chơi quậy phá nữa. Đi biển bánh cao hoài mà mình cũng đâu thấy đó. Đâu mà có thấy cũng không biết. Em đi biển em chỉ có em ở ngoài biển mà không dám vô bờ. Vô bờ tối ngủ không được. Mấy chị cũng giống hồi nhỏ ha, cũng hơi ngọng xíu. Hồi nhỏ cũng vậy ha. Tối ngủ nhớ má, nhớ chị. Ngủ không được. Có nhớ chị ba chị hai không? Dạ, nhớ. Lúc đó em chỉ nhớ là lúc mà em kêu chị Hà dẫn em đi á. Chị Năm. Đúng rồi, lúc mà đi ngang qua kêu dẫn đi chị nè. Dạ, dạ, chị Hà không dẫn. Đó, ở lại chung với Biến. Bởi vì con nói nếu mà con biết, em mà biết trước mà bị sót lại một đứa chắc em cũng nó không ráng na theo đó. Tại vì cứ nghĩ là ẩm đi Út đi, ẩm không nổi. Sợ với Dương Ly nữa mà. Không, có một mình Út à. À, tại vì ẩm đi quá nhỏ. Con nói là ẩm đi lỡ mà dám đi Út. Nó có Út nó ghiền mẹ lắm. Út nó nhỏ xíu mà em sợ ba bắt lại quá. Em ẩm một mình nó đi thôi. Đi ngang qua còn nói em là chị Năm đi đâu vậy? Nó chị Năm mua bánh mì. Kêu cho em đi với. Có thể em nhà đi chị Năm mua bánh cho. Từ nghiệp kia mua bánh hai mấy năm giờ mới gặp. Mua bánh lâu quá. Lúc đó không lên là Út nó chết đâu. Không lên là bé Út nó chết đó, nó có 3 tháng. 3 tháng hả? Không sống nổi nhưng xa mẹ đâu. Không có lên là chị giấu mẹ luôn. Chị Năm sợ, sợ mà dẫn đi theo em, dẫn đi theo rồi chị giấu ba bắt được, sợ muốn chết luôn vậy đó. Lo mà ẩm được đứa nào đi hay đứa đó thôi. Sao em cũng đòi xem mà rồi vậy. Sợ không ai ẩm là em đeo hết. Hơn má, tới giờ gặp được là mọi người đó. Gặp má nhận ra má liền. À, em nhớ không gặp má liền không? Nhớ kỹ lắm. Nhớ kỹ lắm mà. Hồi hộp không quay giờ. Mấy bữa nay ngủ không được. Má ngủ không được luôn. Ngủ không được. Kêu ngủ đi. Lúc mà em không sợ má đẹp nhận ra má liền không? Em nói chung là cái đầu em nhớ má kỹ lắm. Mà em có phép sự em nhận ra chị Hai với chị Năm với má Yến không? Em nhận hết em nhớ, em nhận ra hết rồi. Chỉ có anh Phúc mà lâu lắm rồi mới thấy nên là cũng khó. Nhưng mà tại vì giống em đây, giống em, giống em đi cô mà. Ở nhà mình có một khuôn mặt à. Mà không nghĩ nãy lớp hồi đó trong tư tưởng của chị là có nhìn không có ra nhìn là không, tính ra Út giống bà chứ bộ. Giống bà. Bà với anh Phúc chứ một khuôn của ra một cái tướng đi Trang luôn. Nhờ lắm đi mua đồ đó. Trời ơi, không tin luôn á. Không tin là tìm được á. Giống y hai anh đâu vậy đó. Không tin được luôn á Phúc. Có kèo hết. Má thì không hề giận nổi nữa. Đi quá trời đi luôn. Nhưng mà thấy bà nhỏ, hồi nhỏ thấy bà vậy sợ rồi. Em không nhậu hả? Không có hai đứa không nhậu. Đây giờ Trì Nhân. Bà với Nghiễm. Trì Nhân của bà đó em. Em nhậu ít lắm. Ai tới đâu em tới đó. Anh Đúng cũng biết nhậu. Bốn con biết nhậu. Anh Đúng vô uống được miếng. Em mà ba lon là em đi ngủ mất tiêu rồi. Đây cho luôn nè. Nó có ba lon là chim châu hổ đây. Nhưng mà nó hút vậy đó. Em hút nhiều không? Nhiều rồi. Rồi ba mẹ con chơi chung. Nhớ má lúc lăn á. Rồi cái bình ắc quy của mình á. Rồi má lấy cái tâm sỉ vô chích răng. Đúng rồi. Em gì? Không nhớ luôn á. Mà nó nhớ này đúng chị rồi. Không nhớ không muốn được. Đó toàn là vậy không? Thì đúng rồi. Sống thì nó một luôn cái chân luôn. Má nói cho Út nó nhìn má ra, má già quá. Nhìn thấy má già không? Trẻ mà. Má còn trẻ quá trời. Trẻ quá trời. Má trẻ con, má 6 mấy rồi đó. 6 mấy? Lúc đó em đi là má 4 mấy. Má kiếm em nhiều lắm. Lúc má ôm nhất rồi. Dạ. Đúng rồi. Dạ.
Hay má vậy không bằng quá tài. Có thời gian bệnh xem chết luôn đó em. Xem chết đi. Chết rồi đem về. Cũng hên đó. Có quay phát sự trả về em đó. Có nghe không? Bệnh viện trả về được. Tưởng là má đi rồi đó. Năm năm. Cái năm đó là má mới muốn. 2003. 2003 đó. Em đi ba năm. Má tưởng không thấy chết rồi. Là lúc đó em mới vô, mà với ba em mới vô. Mới vô. Mới vô. Lúc đó, lúc đó tưởng má chết á. Em mới vô là tưởng má đi rồi đó. Hên sao còn? Thì chết. Giờ tội nguyện rồi. Tội nguyện là má ha. Ừ. Điều trăn trở. Nó sống tới 150 tuổi là không tin. Nó nói tao không, tao không đợi được, tao không đợi được. Lo. Nó sống với con cả đời. Nó có cháu nội rồi nữa đó. À, anh muốn cũng có mới đứa con trai, má cũng mới đứa cháu nội vậy. Giờ là có 2 đứa rồi đó. Bôi ra rìa nha. Rõ ràng thôi. Rõ ràng rồi. Rõ ràng thôi. Anh chào hai cô. Đúng rồi, chào cô. Mày lớn lên nhìn khác quá. Trời, khác không con? Khác không? Nhưng cái miệng nó y chang em kìa. Cái miệng nó kìa. Hai nay một miệng nó mớm á. Cái răng cười giống y chang à. Nó hồi nãy chị có phóng sự thấy cái miệng nó trang yến rồi, chị nói trời đúng hàng luôn rồi, bảo đảm luôn cái miệng kìa, có 2 cái miệng kìa. Bữa giờ giấu quá giờ luôn mấy không. Rồi chứ mà nãy hồi xưa lên mình ở Thủ Đức em nhớ không? Nhớ nhớ là cái khu nhà trọ mà vòng tròn á. À. Mà năm cây dừa. Mà năm cây dừa. Cái giữa là cái máng để rửa mặt rửa rồi. Vậy là nhớ hết luôn. Anh nhớ vòng tròn. Nó nhớ kỹ chứ bộ. Hồi đó tưởng nó khờ quá sao nó không nhớ gì hết. Chị nói em khờ quá sẽ không nhớ gì hết. Em chỉ nhớ cái ai ngờ nó nhớ còn hơn mình ạ. Em chỉ có đi nhớ có đi chung với ảnh rồi này kia thôi. Nhớ cái nào chính luôn. Kệ. Em. Út có chồng, Lê có chồng, Hà có chồng thì chia tay rồi. Yến có chồng thôi. Có mình Yến. Sao bảo anh Yến thì em cưới. Sao vậy? Chuẩn bị tới có chồng. Đợi anh về em có chồng. Út, chẳng qua là bữa nay nó nghe gặp ngút cái bắt đầu nhuộm tóc này làm đủ thứ. Nhuộm tóc là cho nó dọn cho thấy trẻ mà trẻ thiệt chứ bộ. Trẻ thiệt. Trong suy nghĩ má em là má già lắm rồi. Em nghĩ là má không còn nữa. Nói là trên trong đầu em nghĩ gì? Má cũng 70 mấy rồi. Em chỉ nghĩ là má không còn nữa em không về. Em về em gặp anh chị em cũng không biết ai hết á. Bây giờ em muốn về. Cái buồn buồn mấy bữa vậy má chắc bà má mắc kệ cái khóc thôi. Bên nước y như hồi nhỏ. Bên nước y như hồi nhỏ hả? Hồi nhỏ nó làng nhẹ mà. Tối nào nghe má. Nhớ má hả? Má tối nào nhớ má. Tội. Đúng rồi, em sống một mình ở ngoài em nhớ má đúng rồi. Ở đây nhiều khi tụi chị hồi đó hồi mấy năm trước cũng thiếu thốn lắm mà có má. Đừng nghe là có má, tiếng thốn thì cũng có má, lúc nào cũng có. Nhưng mà lúc em không biết ảnh đó, người ta không có tiếp xúc với ảnh đâu. Ảnh không có nói chuyện với ai. Không nói chuyện với em hả? Làm trong đi biển xong về mướn cái phòng, khóa cửa lại. Vậy hả? Chuyện cái phòng đó ăn uống rồi tới giờ cái cơm mua ăn. Vậy là giờ có bà xã mới cởi mở ra. Cởi mở ra cho cuộc sống mà nó vui vẻ. Đón nhận những thứ. Không, nhưng mà bây giờ có gia đình rồi, biết hết. Bây giờ là em có gia đình rồi, nghe không? Dạ. Chứ không phải một mình, nhớ chưa? Mà quan trọng là có má nữa. Có mấy chị nữa. Dạ. Đặc biệt là con. Cô. Vâng, em có anh trai nữa. Mở đặc biệt, như chia sẻ của cuộc chia ly, tìm kiếm để đoàn tụ thân nhân hoàn toàn miễn phí. Mọi kinh phí hoạt động đều từ nguồn ủng hộ của xã hội. Như chia sẻ của cuộc chia ly mong muốn trở thành hoạt động nhân đạo đầu tiên do các cá nhân nuôi nấng bằng sự tham gia đều đặn định kỳ. Bạn hãy góp sức để như chia sẻ của cuộc chia ly tiếp tục tìm kiếm và đoàn tụ cho những người Việt còn chịu ly tán. Hãy góp 1 ổ bánh mì mỗi tháng, tương đương 20.000 đồng một tháng, để cùng làm nên 6 đến 12 cuộc tìm ra hàng tháng, mà live show vào tối thứ hai đầu tháng sẽ là nơi diễn ra những cuộc đoàn tụ tiêu biểu như trong mơ.
xa con chỉ xa em, con xa cha ai biết đâu tìm. Đời lang thang, đời tha phương, tìm quê hương xa mơ muôn hương. Mẹ yêu thương vòng tay ôm, con nơi đâu về mãi gia đình. Gọi quê hương ngàn yêu thương, từ con tim thúc giục đi tìm. Ôi gia đình hỡi bất chợt phân ly, bơ vơ một bóng bước nhỏ con đi. Xa xôi ngày tháng ướt nhòe đôi mi, mơ ngày mai nắng xuân về. Có tiếng cười của mẹ đôi khi như chưa hề có cuộc chia.